Xin chào những người nghe mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một tuần mới vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin đầu tuần, có rất nhiều những thông tin mới về Man United, anh em tiện tay hãy dành cho kênh một like và đăng ký, cảm ơn anh em rất nhiều. Những phương án để MU thay thế Anthony. Anthony đang tạm bị Manchester United đình chỉ trong bối cảnh các điều tra về anh đang diễn ra. Giờ đây là 5 cách để Man United có thể áp dụng cho đến khi anh trở lại. Đầu tiên là fan Claudio Pellegrini nên là lựa chọn số 1. Lựa chọn số 1 để thay thế Anthony chắc chắn phải là fan Claudio Pellegrini. Cầu thủ chạy cánh người Argentina vốn xứng đáng được đá chính nên đây là cơ hội hoàn hảo để sử dụng anh. Ngôi sao trẻ thường xuyên đá chính cho Uruguay ở cánh phải đã chứng tỏ rằng anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Mỗi lần được vào sân từ băng ghế dự bị, anh đều trông rất nguy hiểm. Với việc Jadon Sancho đã bất hòa với huấn luyện viên Ten Hag sau trận đấu với Arsenal và vấn đề đang diễn ra với Anthony, Pellegrini là lựa chọn tốt nhất cho đến nay. Phương án tiếp theo là Bruno có thể ra cánh. Đã không ít lần Bruno được sử dụng ở vị trí chạy cánh phải, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chứng minh rằng anh có thể thi đấu ở đó. Anh không hẳn có tốc độ cần thiết của một cầu thủ chạy cánh, nhưng khả năng kỹ thuật của anh đã bù đắp cho điều đó. Dù vậy có thể là không khôn ngoan khi đưa cầu thủ giỏi nhất của đội ra khỏi vị trí tốt nhất của anh ấy khi rõ ràng có những lựa chọn khác. Phương án thứ ba là cho một cầu thủ trẻ ra mắt. Có một cầu thủ chạy cánh phải đang tạo nên làn sóng trong thế hệ học viện của Man United, đó là Silasi. Ở tuổi 16, cầu thủ chạy cánh này đã thi đấu cho đội U21 của Manchester United. Anh cũng đang thể hiện tốt ở cấp độ quốc tế khi đã có hai đường kiến tạo vào lưới của U17 Bồ Đào Nha trong tuần mới đây. Phong cách chơi bóng của anh được so sánh với Phil Foden và con đường sự nghiệp của anh có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với huyền thoại Wayne Rooney của Man United. Thần đồng Lamine Yamal vừa ghi bàn cho Tây Ban Nha và chơi cho Barcelona ở tuổi 16. Vậy tại sao Lassay không thể ra mắt Man United? Một phương án nữa là Sancho làm lành với Ten Hag. Sự thay thế hợp lý sẽ là Jadon Sancho, nhưng nó sẽ phải có sự hợp tác của cả cầu thủ và huấn luyện viên Ten Hag. Sancho đã chỉ trích huấn luyện viên người Hà Lan trên mạng xã hội. Nhưng mới đây cũng có thông tin cho rằng Ten Hag thấy tình hình đã bị thổi phồng quá mức. Sancho được cho là sẽ sớm được trao cơ hội trở lại cho màu áo của Quỷ Đỏ. Cuối cùng là tân binh Mason Mount. Một lựa chọn khác cho Ten Hag là sử dụng Mason Mount ở cánh phải khi anh đủ sức ra sân. Mason Mount đã sớm cho thấy anh không thực sự phù hợp với hàng tiền vệ ba người của Man United và sự xuất hiện của Amrabat đặt ra nhiều câu hỏi hơn về vai trò của anh. Với việc Marco Rashford và Alejandro Garnacho tranh giành thời gian thi đấu ở cánh trái, Mason Mount có thể thử sức ở hành lang cánh phải. Martial làm điều không tưởng ở Man United. Qua Betfred, tại sân bàn huyền thoại của Man United, Andy Cole đã có những lời chỉ trích nhắm vào Anthony Martial. Cầu thủ 27 tuổi này đến với sân Old Trafford vào mùa hè năm 2015 với giá 36 triệu bảng ban đầu từ Monaco, được cho là sẽ trở thành Henry mới tiếp theo, nhưng Martial đã không đáp ứng được những kỳ vọng. Martial đã trải qua 5 đời huấn luyện viên khác nhau trong màu áo của Quỷ Đỏ và hiếm khi trở thành một tay săn bàn đáng tin cậy, dù được bố trí ở vị trí tiền đạo trung tâm hay lệch cánh. Và Andy Cole tỏ rõ sự thất vọng với ngôi sao người Pháp. Anh nói với Betfred, Martial đã ở Man United được 8 năm và cậu ấy thậm chí còn chưa ghi được một trận bàn thắng. Thật không thể tin được, cậu ấy là một trung phong ở Man United và được chơi bên cạnh những siêu sao tuyệt vời. Màn trình diễn tốt nhất của Martial ở Premier League là 17 bàn thắng. Cậu ấy có quá nhiều thời gian và cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình với Man United, nhưng tiếc là cậu ấy đã không thể làm được điều đó. Một cựu Quỷ Đỏ khác là Paul Parker còn gay gắt hơn nhiều khi gợi ý rằng Ten Hag nên bị sa thải nếu vị huấn luyện viên người Hà Lan điền tên Martial vào đường xuất phát cho trận đụng độ với Brighton vào cuối tuần tới. Đội trưởng Lindelof được ca ngợi. Theo United Focus, trung vệ của Man United Victor Lindelof đã được khen ngợi sau trận đấu Thụy Điển đánh bại Estonia. Lindelof đã đá chính khi Thụy Điển gây náo loạn trước Estonia. Họ đã giành chiến thắng 5-0 trong nỗ lực vượt qua vòng loại Euro 2024. Lindelof đã chơi trọn 90 phút, giúp Thụy Điển giữ sạch lưới trong trận thắng đậm. Các trang truyền thông Thụy Điển thích những gì họ thấy được, ca ngợi vai trò đội trưởng của Lindelof. Họ cũng cho rằng Lindelof đã chơi rất bình tĩnh và an toàn trong chiến thắng dễ dàng của Thụy Điển. Trang Football Staken khen ngợi khả năng chọn vị trí của Lindelof và lưu ý rằng hậu vệ của Man United trông tự tin với trái bóng trong chân ở tuyến sau của Thụy Điển. Lindelof bước vào mùa giải này với tư cách là trung vệ lựa chọn thứ 3 của Quỷ Đỏ sau Varane và Lisandro Martinez. Tuy nhiên, Varane đang bị chấn thương và không rõ khi nào cầu thủ người Pháp có thể trở lại. Lindelof đã chính trong trận gặp Arsenal và đã thể hiện phong độ tốt. Rõ ràng, Ten Hag sẽ muốn tuyển thủ Thụy Điển trở lại một cách khỏe mạnh sau đợt thi đấu quốc tế này
McTominay bị đánh giá quá thấp. Qua Go Radio, Barry Ferguson cho rằng Scott McTominay nên rời Man United để đến West Ham United của David Moyes vào tháng riêng. McTominay rõ ràng không được huấn luyện viên Ten Hag tin tưởng, ngay cả khi anh có những màn trình diễn tuyệt vời ở đội tuyển quốc gia. Với tân binh Amrabat, cơ hội dành cho tiền vệ người Scotland lại càng ít đi. Tuy nhiên mùa hè vừa qua, Man United lại từ chối bán McTominay cho West Ham, Ferguson nói. Tôi nghĩ Scott McTominay bị đánh giá quá thấp. Cậu ấy có thể hình tuyệt vời để tung hoành ở giữa sân. Cậu ấy cũng đã làm tốt công việc ở hàng phòng ngự cho Scotland. Tôi thực sự thích cậu ấy. Man United cần một cầu thủ như vậy vào thời điểm này. Và tôi không thể tin rằng McTominay lại không được chú ý đến. Cậu ấy sẽ phải xem xét điều đó một cách nghiêm túc. Nếu McTominay không còn nhiều thời gian thi đấu, thì cậu ấy cần phải đi đâu đó, thậm chí là ngay tháng riêng. Có một số câu lạc bộ muốn có McTominay. Man United đang nghĩ gì với lời nghị 35-40 triệu bảng cho West Ham? Nếu họ không sẵn sàng làm điều đó, thì tôi chắc chắn McTominay cần phải ngồi lại với huấn luyện viên và nói tôi có thể đến Đức, tôi có thể ra đi theo dạng cho mượn không? Chiến thuật mới để MU thành công. Erik ten Hag sẽ tìm cách giải quyết phong độ sân khách tệ hại của Man United và có thể sẽ phải thay đổi chiến thuật. Với 2 trận thua trong 4 trận mở màn, áp lực sẽ đè nặng lên Man United khi trở lại thi đấu vào cuối tuần tới. Đó là một khởi đầu mùa giải rất khó khăn đối với ten Hag, thậm chí còn tệ hơn với thất bại kịch tính trước Arsenal ngay trước thời điểm nghỉ thi đấu quốc tế. Không đội nào có thể vô địch Premier League trong những tuần đầu tiên của mùa giải, nhưng nhiều đội có thể mất đi hy vọng vô địch. Sẽ có rất nhiều người hâm mộ United đã từ bỏ mọi hy vọng mong manh về việc Quỷ Đỏ sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Thành tích sân khách tệ hại của Quỷ Đỏ vẫn tiếp tục diễn ra trong mùa giải này với những thất bại trước Tottenham và Arsenal. Và mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn chút nào với chuyến làm khách trước Bayern Munich vào cuối tháng. Nếu MU có hy vọng thực tế để thách thức những đội bóng mạnh nhất châu Âu một lần nữa, thì Quỷ Đỏ sẽ cần phải tìm cách giải quyết thành tích sân khách tệ hại của mình. Điều mà Ten Hag chắc chắn đang cân nhắc ngay bây giờ. Giải pháp có thể nằm ở cách tiếp cận của Man United đối với những trận đấu này, và một sự thay đổi nhỏ trong chiến thuật cũng có thể là chìa khóa giúp MU thay đổi vận mệnh một cách thắng lợi. Andre Onana đã có một khởi đầu ổn định ở câu lạc bộ mới của mình và có thể thấy rõ ràng anh ấy đóng vai trò thế nào đối với phong cách chơi bóng tập trung và việc tấn công từ phía sau. Trước mắt anh cũng không cần có sự thay đổi nào với bộ tứ vệ Aaron Wan-Bissaka, Rafa Varane, Lisandro Martinez và Luke Shaw được ưu tiên hơn khi họ đã hoàn toàn sung sức. Về lâu về dài, United rõ ràng cần một trung vệ trẻ hơn để dựa vào, đồng thời cũng có sự quan tâm đến việc bổ sung một hậu vệ phải khác vào đội hình, nhưng đó chưa phải là câu chuyện ở hiện tại. Sự thay đổi lớn nhất sẽ là ở cách bố trí hàng tiền vệ. Trong vài năm gần đây, kết quả tốt nhất của Man United đã đến khi tập trung áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc phản công đối thủ, nhấn mạnh vào việc ép họ mắc sai lầm. Đó là một bản thiết kế không thể bỏ qua, nhưng có thể được cải tiến bằng một vài chỉnh sửa trong tương lai. Sẽ là ngu ngốc nếu bỏ qua những điểm mạnh của việc chơi trong giờ nghỉ, mặc dù họ cần phải có tham vọng cân bằng và cũng đe dọa không kém khi đứng đầu trong các trận đấu. Ten Hag đã ám chỉ rằng mình có thể cân nhắc sử dụng bản hợp đồng của mùa hè Sofian Amrabat cùng với Casemiro, và đó có vẻ là một giải pháp hợp lý dựa trên cả đặc điểm phòng thủ và tấn công mà MU đang sở hữu. United cũng đã đạt được thành công khi sử dụng Bruno Fernandes trong vai trò rộng rãi ở mùa giải trước, nhưng Mason Mount cũng có vẻ sẽ rất phù hợp với vai trò này và có thể khẳng định rằng mình là nhân tố quan trọng trong cách tiếp cận các trận đấu lớn của MU. Phần thưởng bổ sung của sự lựa chọn này là Fernandes và Mason Mount có thể hoán đổi vị trí một cách nhanh chóng, bổ sung thêm một chiều hướng và thêm một lớp chiều sâu cho các lựa chọn của mình. Không có bất kỳ tranh cãi nào về vị trí tốt nhất của Marcus Rashford, và rõ ràng Rashford có xu hướng thể hiện tốt nhất bất cứ khi nào được sử dụng ở vai trò trái cánh trái trước đội bóng lớn hơn. Anh ấy có thể còn nguy hiểm hơn sau sự xuất hiện của Rasmus Højlund, người hoàn thiện đội hình, vì anh ấy là tiền đạo trung tâm đương nhiên duy nhất ở câu lạc bộ và lúc này có thể tin tưởng. Rõ ràng ngay từ màn xuất hiện ngắn ngủi trong trận gặp Arsenal, Rasmus Højlund đã cho thấy mình có rất nhiều thứ để cống hiến, cho dù đó là khả năng di chuyển, lối chơi liên kết hay khả năng ghi bàn thực sự. Người ta hy vọng rằng anh ấy có thể biến đổi đội bóng khi hoàn toàn khỏe mạnh, và tất cả những cầu thủ tấn công khác chắc chắn sẽ được hưởng lợi khi chơi bên cạnh một người có sự hiện diện chỉ huy như vậy ở hàng tiền đạo. Rất nhiều điều có thể phụ thuộc vào tình hình chấn thương của United sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, với 5 cầu thủ được thảo luận hiện đang gặp phải những lo ngại về chấn thương và bệnh tật khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lý do để lạc quan trong phần còn lại của mùa giải. Và khi trở lại với thể lực sung mãn nhất,
United hoàn toàn có thể có một đội hình đủ khả năng đánh bại bất kỳ ai. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.